Rồi. Câu 27 nè. Before the invention of the steamboat, trước cái phát minh của tàu hơi nước, thì không có cách nào để cross the ocean, băng qua đại dương. Thì trước cái phát minh này thì không có cách. Thì cái phát minh này có phải là ở trong quá khứ không? Mình này là ở trong quá khứ. Đó, như vậy là trước đó nữa là lại không có cách để băng qua ocean, băng qua đại dương. Như vậy có phải là trước đó nữa là phải chia thì quá khứ hoàn thành. Mà chia thì quá khứ hoàn thành, như vậy câu đó là chọn câu nào? Chia thì quá khứ hoàn thành. Là chọn câu C, had been. Tại vì cái thì quá khứ hoàn thành là gì? Cái công thức gốc của thì quá khứ hoàn thành là gì? Là had. Động từ là had cộng cho động từ him đi, ba của bản động từ bất quy tắc. Vậy cho nên mới là câu số 27 là mình chọn cái gì? Câu C ha. Rồi, câu 28. He said, anh ấy nói, anh ấy làm bài tập từ hồi 7 giờ. Thì làm bài tập từ hồi 7 giờ thì có phải là he has done his homework since 7 o'clock? Has done. Nếu trong câu trực tiếp là sẽ dùng là has done thì hiện tại hoàn thành để nói câu này. Lại có chữ since cộng cho mốc thời gian nè. Như vậy là dùng thì hiện tại hoàn thành là has cộng với 3. Nhưng mà ở đây nó có phía trước một cái chữ đó là he said, anh ấy đã nói rằng. Như vậy đây là câu tường thuật. Câu tường thuật. Mà tường thuật dạng này là phải lùi cái thì về một một thì. Thì bây giờ thì quá khứ hoàn thành chính là đáp án cuối cùng. Tại vì cái câu gốc, câu trực tiếp là thì hiện tại hoàn thành. Thì bây giờ tường thuật sẽ đưa nó về thì quá khứ hoàn thành. Mà quá khứ hoàn thành là công thức là gì? Hết cộng với 3 nè. Còn nè. Như vậy là câu 28 là chọn câu. Câu A. Hai mươi chín là một câu tường thuật nữa, tại vì cái chữ term rồi tới chữ set nói, term nói. Mọi thứ sẽ bắt đầu khi trận đấu bắt đầu, mọi thứ sẽ sẵn sàng khi trận đấu bắt đầu. Trong câu trực tiếp, mọi thứ sẽ sẵn sàng khi trận đấu bắt đầu, có phải là everything will be ready when the match starts. Tức là trong câu trực tiếp nó sẽ là câu A. Nhưng mà đây là câu tường thuật. Tom said, Tom nói rằng. Như vậy will be thì phải lùi về là would be. Còn cái chữ start bắt đầu đó, cái chữ đó là phải đưa nó về quá khứ, tức là đi vô. Như vậy có phải là cái câu 29 là mình sẽ chọn câu B không? Không, chọn câu B. Rồi câu 30 nè. How long? Rồi chấm 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 able to drive. Cái người kia mới trả lời là since 1990. Kể từ năm 1990. Nghĩa là hỏi là bạn lái xe được, biết lái xe và có thể lái xe được bao lâu rồi? Câu này mới nói là kể từ năm 1990. Hiện tại hoàn thành.
Chí hiện đã hoàn thành. Và như vậy có phải là chọn câu B không? You thì đi với trợ động từ là have, và với ba của chữ be, be là been ha, thì hiện tại hoàn thành. Bạn nhớ bao giờ cái thì hiện tại hoàn thành nó cũng có một cái trợ động từ là have hoặc là has, mình sử dụng tùy vào chủ ngữ và đi với một cái động từ ở cột 3 hoặc là như đi. Rồi câu 31 nè. She won't get married until she 25 years old. Không có cưới cho đến khi 25 tuổi. Sẽ không có cưới cho đến khi 25 tuổi. Thì cô ấy 25 tuổi thì cứ chia hiện tại đơn thôi, cái vế đó chia đơn thôi. Là she là sẽ đi với động từ to be là is. Và chia hiện tại đơn, và như vậy có phải là chọn câu A không? Chọn câu A. Câu 32 nè. Look, the yard is wet. Nhìn kìa, cái sân nó bị ướt. Rồi, nó mới nói gì? Chấm chấm chấm. Last night. Last night là tối hôm qua. Như vậy dự đoán một chuyện đã xảy ra trong quá khứ nhờ những dấu hiệu ở hiện tại. Thì mình sẽ dùng một cái cụm từ đó là must have cộng cho V3 đi. Must have có nghĩa là chắc chắn đã xảy ra một cái chuyện gì đó. Cái động từ ở sau cái must have phải là cột 3 hoặc là MD. Vậy câu 32 này là chọn câu C. Chắc chắn trời đã mưa tối hôm qua. It must have rained last night. Chắc chắn trời đã mưa tối hôm qua. Là dự đoán quá khứ dựa vào kết quả và dấu hiệu ở hiện tại này. Cái sân nó bị ướt. The yard is wet. Không. The yard is wet. Rồi câu 33 nè. Sau khi Mary hoàn tất cái bằng cấp của cô ấy, she intends to work in her father's company. Cô ấy dự định làm việc trong công ty của bố cô ấy. Vậy sau khi cô này hoàn tất cái việc học, dự định sẽ làm việc cho bố, thì cái chỗ trống đó đó là mình sử dụng gì? Mình đề trạng ngữ chỉ thời gian sau khi tốt nghiệp thì sẽ dự định làm việc trong công ty kia, thì cứ chia là hiện tại đơn. Hiện tại đơn chỉ cần một cái động từ nó hòa hợp với chủ ngữ thôi. Ở đây có mình có một chủ ngữ là Mary, và lấy cái động từ thì hiện tại đơn hòa hợp với nó, thì động từ này phải thêm S hoặc là ES. Như vậy có phải đây câu 33 là chọn câu C không? After Mary finishes her degree, she intends to work in her father's company. Rồi, câu 34 nè. Khi anh ấy đã viết hết tất cả các lá thư thì đem đến post office, bưu điện. Em thấy nè. He took them to the post office. Anh ấy đem chúng đến bưu điện. Cái chữ took là quá khứ đơn của chữ take. Vậy là chỗ này là thì quá khứ đơn. Và đem thư cho tới bưu điện là thì quá khứ đơn. Như vậy là đã viết hết các lá thư có phải là phải trước một thời điểm khác trong quá khứ không? Trước một cái việc là đem thư đến bưu điện
nói trước cái sự việc đem hư đến bưu điện, mà đem hư đến bưu điện là quá khứ đơn. Như vậy là viết xong thư là phải quá khứ hoàn thành. Quá khứ hoàn thành. Mà công thức của quá khứ hoàn thành thì là cái gì? Hết cộng cho động từ ở cột 3 hoặc đi. Như vậy cái câu này, câu 34 này có phải là mình sẽ chọn là câu B không? Chọn câu B. Rồi, by the end of this month, trước cuối tháng này, trước cuối tháng này, thì tôi sẽ đã học tiếng Anh được 6 năm. À. Cuối tháng này là một cái thời điểm trong tương lai. Cuối tháng này hết chưa? Chưa hết. Trước cuối tháng, à, có chữ by nghĩa là before, trước cuối tháng. Trước cuối tháng tôi sẽ đã học tiếng Anh được 6 năm. À, một hành động mà nó xảy ra và sẽ hoàn thành trước một thời điểm trong tương lai. Mình sẽ chia thì tương lai hoàn thành. Mà thì tương lai hoàn thành công thức của nó là cái gì? Thì tương lai hoàn thành công thức của nó là cộng cho một động từ ở cột 3 hoặc là imid. Vậy là trong câu này, câu 35 này có phải là mình sẽ chọn câu B không? Chọn câu B. Rồi câu 36 nè. We in touch with each other for years. Với nhau nhiều năm. Nhiều năm. For cộng cho một khoảng thời gian, đây là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành. Dấu hiệu của hiện tại hoàn thành. Mà cái công thức của hiện tại hoàn thành là have hoặc là has cộng cho động từ ở cột 3 hoặc imid. Nếu như phủ định đó thì mình sẽ thêm not vào sau trợ động từ. Thêm not vào sau trợ động từ. Vậy thì hiện tại hoàn thành câu 36 này có phải là mình sẽ chọn câu D không? No. We have not kept in touch with each other for years. Cái cụm từ các bạn lưu ý ha. Keep in touch. Keep in touch. Có nghĩa là cái gì? Keep in touch là giữ liên lạc. Cái động từ chính trong cụm này là chữ keep. Cái động từ chính là chữ keep. Cho nên khi mà mình chia thì mình phải biến đổi cái chữ keep này trong cái cụm này. Khi chia thì đã biến đổi chữ keep thôi, động từ chính thôi, còn lại cái chữ in touch giữ nguyên. Đó. Rồi câu 37 nè. Cô ấy học tiếng Pháp. She has learned French. The age of 5, 5 tuổi. The age of 5 là 5 tuổi. 5 tuổi nó là mốc thời gian hay là khoảng thời gian? 5 tuổi nó là mốc thời gian hay khoảng thời gian? À.
5 tuổi nó là mất thời gian hay khoảng thời gian? Bạn nào biết? Cẩm Ngọc, 5 tuổi là mốc thời gian hay là khoảng thời gian? Cẩm Ngọc, rồi Cẩm Ngọc chắc không có đó rồi. Minh Quân, The Age of Five, 5 tuổi là mốc thời gian hay khoảng thời gian? Hai là khoảng thời gian. Khoảng thời gian. Ừ. 5 tuổi chứ có phải 5 năm đâu mà khoảng. 5 năm nó mới là khoảng thời gian. Còn cái 5 tuổi nó là cái mốc. Nó là cái mốc. Ví dụ mình nói là 5 năm trôi qua. Hay là trong vòng 5 năm. Ừ, cái đó mới là khoảng thời gian chứ. The age of 5 là 5 tuổi. Nó là cái mốc thời gian. Mà nếu nó là cái mốc thời gian thì trong hiện tại hoàn thành á, mình sẽ dùng chữ since. Dùng chữ since. Và như vậy câu 37 là chọn câu A. 37 chọn câu A. Rồi. Câu 38. Tom đã đi trước khi chúng tôi tới đó. Không, Tom đã đi trước khi chúng tôi tới đó. Mà chúng tôi tới đó là em thấy là tới arrive thì mới đi không? Chúng tôi tới đó là thì quá khứ đơn. Mà bây giờ Tom đã đi trước khi chúng tôi tới nữa, có phải là cái phần mà Tom đã đi là phải chia quá khứ hoàn thành không? Chỉ quá khứ hoàn thành. Mà quá khứ hoàn thành là công thức của nó là cái gì? Hết. Cộng cho cộng từ ở A hoặc là IMD. Như vậy có phải là câu 38 này là mình chọn câu B không? Chọn câu B. Rồi. Cái câu 39 này. Up to now có nghĩa là cho đến bây giờ. Up to now là cho đến bây giờ. Đây là cái chữ up to now này nó gần nghĩa với chữ so far. So far tức là cho đến, cũng là cho đến bây giờ luôn. Đây là những trạng từ dấu hiệu để mình sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Thì hiện tại hoàn thành. Mà hiện tại hoàn thành là công thức của nó là have hoặc là has. Đúng không? Have, trợ động từ là have hoặc là has, tùy vào chủ ngữ ha. Cộng với một cái động từ IMD hoặc là ở cột 3 bản động từ bất quy tắc. Như vậy là với chủ ngữ là I thì ở đây mình cũng chỉ có một duy nhất một lựa chọn là câu B. Cái chữ have learned, cái chữ have và V3 của chữ learn học tập. Thì đáp án là chọn câu B. Rồi câu 40. Wait here until I you. Hãy chờ ở đây cho đến khi tôi gọi cho bạn. Chờ ở đây cho đến khi tôi gọi cho bạn.
Thì mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, cứ chia hiện tại đơn, chỗ này chia đơn. Như vậy có phải câu 40 là mình chọn câu D không? Cứ chờ ở đây cho đến khi tôi gọi bạn. Cứ chia hiện tại đơn, chọn câu D. Rồi câu 41 nè. When I came to visit her, she above. Khi tôi tới để đến thăm cô, thì cô ta đang tắm. Hai hành động trong quá khứ. Một cái hành động đang xảy ra, thì một cái hành động khác xảy ra chen ngang. Vậy cái đang xảy ra là mình sẽ chia thì quá khứ tiếp diễn. Cái gốc của thì tiếp diễn là nó phải có một cái be cộng cho động từ thì mình. Được không? Hai hành động xảy ra trong quá khứ, một cái đang xảy ra thì mình chia thì quá khứ tiếp diễn. Cái xảy ra chen ngang vào là chia thì quá khứ đơn. Bây giờ cô này đang tắm thì anh này tới thăm. Không, tôi tới thăm. Như vậy có phải là cô ấy đang tắm là phải chia thì quá khứ tiếp diễn không? Mà như vậy là có phải là ở đây là có hai trường hợp là câu A với lại câu C không? Mà cái be của thì quá khứ là be đó là gì? Là was hoặc là were. Was hoặc là were. Vậy có phải đáp án câu 41 này chọn câu A không? Rồi. Bây giờ mình làm cái phần bài tập chia hiện tại đơn hoặc là hiện tại tiếp diễn. Tại đơn hoặc là hiện tại tiếp diễn. Các bạn nhớ là thì hiện tại đơn là chỉ cái thói quen ở hiện tại, không? Cái lịch trình ở hiện tại. Còn thì hiện tại tiếp diễn là nói cái gì? Thứ nhất là một cái hành động đang xảy ra ngay lúc nói. Hành động đang xảy ra ngay lúc nói. Thứ hai là một hành động đang xảy ra hiện tại nhưng không nhất thiết ngay lúc nói. Không nhất thiết đang xảy ra ngay lúc nói. Nó chỉ là đang xảy ra trong một khoảng thời gian mà dính tới hiện tại. Và một cái thứ ba, cái này tuy ít được nhắc đến, tuy ít được nói đến nhưng cũng rất là hay được dùng. Đó là nói lên những cái điều tạm bợ tạm thời của hiện tại. Một cái việc tạm bợ tạm thời trong một khoảng thời gian ở hiện tại. Thì ví dụ như câu 1. Ví dụ như câu 1. Cái câu 1 là tôi hiếm khi uống cà phê buổi sáng. Nhưng mà sáng nay thì tôi uống một tách. Như vậy cái thói quen là tôi hiếm khi uống cà phê buổi sáng. Thói quen, đúng không? Thói quen là hiếm khi uống. Nó là thói quen.
mà nó là thói quen thì có phải là mình sẽ chia hiện tại đơn ở phía trước, mình chia hiện tại đơn phía trước, mình sẽ chia hiện tại đơn. Rồi, hiện tại đơn như vậy là cái chỗ này là mình sẽ dùng cái gì? Really have coffee for breakfast. Hiếm khi uống cà phê vào buổi sáng. I rarely have coffee for breakfast. Nhưng sáng nay tôi có uống một tách, tức là tạm thời thôi. Hồi sáng nay là tôi có uống một tách tạm thời hôm nay thôi. Như vậy cái chỗ phía sau này mình phải chia thì hiện tại tiếp diễn, phải chia hiện tại tiếp diễn. Mà em nhớ cái gốc của thì tiếp diễn bao giờ nó cũng có một cái be với một cái động từ. Mình sáng nay tôi uống một tách cà phê, chia hiện tại tiếp diễn với cái công thức này. Cái be của thì hiện tại nó là am, is hoặc là are, tùy chủ ngữ mà mình sử dụng cái be cho nó phù hợp, đúng không? Vậy bây giờ có phải là câu này là ngay chỗ này mình chia lại gì? I am working. I am drinking a cup. Giờ câu 2 nè, thầy phân tích xong rồi các bạn làm cho thầy thử có được không nha. Được thì tốt, mà không được cũng chẳng sao. Câu 2 nè. Trời mưa rất nhiều vào mùa hè. It very much in the summer. It rain now, trời mưa bây giờ. Có chữ nào là ngay bây giờ là dấu hiệu chia hiện tại tiếp diễn? Có chữ nào ngay bây giờ là dấu hiệu chia thì hiện tại tiếp diễn? Còn cái vế trước là trời mưa rất nhiều vào mùa hè, đó là cái hiện tượng tự nhiên của trời đất. Một cái hiện tượng tự nhiên, hiện tượng thiên nhiên. Cái này thường người ta chia hiện tại đơn. Như vậy cái câu này mình làm sao đây? Ngọc Ánh. Dạ thầy, là ở trước là rain thêm s, ở ở đằng sau là dùng y raining. Ở phía trước là bên phải thêm s vậy? Dạ hết luôn hả thầy? Thì hết là ở trước là sự thật hiển nhiên nên là dùng hiện tại đơn, còn ở đằng sau là có nên là dùng hiện tại tiếp diễn. Nhưng mà sao phía trước cái chữ ren lại thêm s? Tại vì có số ít phải mấy ít là số ít. Cái gì à, chủ ngữ là số ít, đúng rồi, đúng rồi. Thank you. Rồi câu số 3 nè. Bọn sinh viên chấm 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 look up có nghĩa là đi tìm tra cứu. That new word right now, cái từ mới đó ngay bây giờ. That new word right now, cái từ mới đó ngay bây giờ. Thì có phải là có chữ right now là ngay bây giờ là dấu hiệu chia thì hiện tại tiếp diễn không?
để chi là tiếp diễn. Vậy cái câu số 3 này mình làm sao đây Quỳnh Long? Quỳnh Long có đây không? Dạ có. Ừ, vậy giờ câu 3 này mình làm sao đây? Chi làm sao? Dạ thầy làm. Sao tự nhiên mở mic lên không để luôn rồi nói cho xong hết rồi mới tắt cái mic. Nhưng... Thưa thầy, đi lướt in không? À. The student is looking up. The student là chủ ngữ số ít cho nên mình dùng cái be là gì? À. Cái động từ chính đó là cái chữ look. Vậy chữ look này mới là cái chữ mình cần in vô. Ghi lại chữ up. Is looking up. Câu 4 này bây giờ làm sao đây? Mary eat dinner at home. She often have dinner with her family at around 6 p.m. Mary ăn tối ở nhà. Cô ấy thường ăn tối với gia đình lúc khoảng 6 giờ chiều. Thì cái câu 4 phía trước á, ý nói là bây giờ cô này đang ăn tối. Còn cái vế sau, cái câu sau á, cô ấy thường, có chữ often là thường thường. Cô ấy thường ăn tối với gia đình lúc khoảng 6 giờ chiều. Này là thói quen. Và thói quen thì mình sẽ chia tại đơn. Vậy cái câu 4 này mình làm sao đây? Cánh hàng. Dạ. Câu 4 làm sao? Phía trước là mình chia gì? Phía trước thì hiện tại tiếp diễn thì em sẽ làm như thế nào? Thì làm đi rồi sai sửa chứ gì mà im lưu rồi. Okay. Gì? Là hay là nguyên mẫu? Không, không phải nguyên mẫu. Mary đang ăn tối ở nhà với chi hiện tại tiếp diễn. Mà cái gốc của thì tiếp diễn thì ghi đây nè. Be cộng cho động từ him in. Thấy không? Còn ghi công thức nè. Vậy bây giờ Mary là chủ ngữ số ít. Vậy bây giờ mình dùng cái be là cái gì? À, dùng be là cái gì? Yeah. Đi nói lên đi em sai sửa chứ em làm gì cứ im ru vậy. Em viết ra được không thầy? Em viết ra hả? Em gõ cửa sổ chat á. Dạ. Eating. Eating. Cái chữ eat thêm em vô. Dạ. Yeah. Còn cái bi đâu?
eating. Eating không sao được, còn cái be trước nó phải có cái be nữa. Be của chỗ này là Mary là chủ ngữ Swiss, vậy mình dùng be là cái gì? Yeah. Mình chỉ có ba cái động từ to be là am, is, are. Bây giờ Mary là chủ ngữ Swiss, em sẽ dùng cái be là cái gì? Dạ thầy là. Is. Is. Động từ eat thêm miếng vô. Mary is eating dinner at home. Rồi xong một câu. Giờ cái câu sau là cô ấy thường ăn tối với gia đình lúc 6 giờ. Cái này là thói quen, lịch trình thói quen ở hiện tại, chi hiện tại đơn thôi. Và động từ nó phải hòa hợp với chủ ngữ. Thì phía sau này là em chi cái gì vậy Hằng? Phía sau nãy em nói là làm cái gì? Ghi chữ gì? Thì là have. Ghi chữ have nguyên mẫu luôn hả? Hay là đổi nó qua thành chữ nào? Dạ. Giống nguyên mẫu. Ừ. Cái chủ ngữ she, cô ấy là chủ ngữ số. Cho nên cái động từ á, nó phải là số nhiều. Không? Cái chủ ngữ she là chú số ít. Cho nên cái động từ nó phải là số nhiều. Mà cái động từ số nhiều của chữ have là chữ gì? Mất nghe thầy nói. Câu số 5. Be quiet. Im lặng đi nào. Be quiet. Im lặng đi nào. The baby sleep. Em bé ngủ. Như vậy mình biểu người ta là im lặng đi nào. Có phải mình muốn nói là em bé này đang ngủ không? Em bé này đang ngủ. Là chi thì hiện tại tiếp diễn. Hiện tại tiếp diễn. Vậy câu này làm sao đây? Ngọc dễ. Dạ thứ hai là is sleeping. À, is sleeping. Okay. Câu số 6. Look, nhìn kìa. A man run after the train. Người đàn ông đang chạy sau xe lửa, đuổi theo xe lửa. Anh ta muốn bắt xe lửa. À. Bây giờ, nhìn kìa. À, có cái chữ look, nhìn kìa. Như vậy có phải là nhìn một cái việc nó đang xảy ra trước mắt không? Đang xảy ra trước mắt. Vậy có phải là mình sẽ chia thì hiện tại tiếp diễn không? Chia hiện tại tiếp diễn. Vậy cái vế trước này mình sẽ chia thì hiện tại tiếp diễn như thế nào? Tấn đạt. Tấn đạt có đây không? Có thầy. Vậy với trước này giờ mình sẽ chia làm sao? Không, người đàn ông đang chạy theo sau xe lửa.
Chiên đã tiếp diễn. Cái này như là y running. Is running. Is running. Mà có một cái điều lưu ý là cái chữ running á, cái chữ run này phải gấp đôi chữ n lên. Hiểu mình ha. Còn phía sau á là anh ta muốn bắt xe lửa. Thường mình cứ nghĩ là anh này đang dí xe lửa thì chắc là anh ta đang muốn bắt xe lửa. Cái mình chia cái chỗ là đang muốn là chia hiện tại tiếp diễn luôn. Nhưng mà vấn đề nó không phải như vậy. Mà nó như thế này. Cái chữ want, muốn á, nó là động từ tình thái. Động từ nói lên tình cảm, thái độ. Nói lên tình cảm, thái độ, cho nên là không thể nào chia tiếp diễn được với cái chữ này. Không chia tiếp diễn được. Mà phải chia đơn. Vì vậy cái vế sau này phải chia đơn và cái chữ wants này nó phải hòa hợp với chủ ngữ là he, chủ ngữ số ít. Như vậy là phải thêm s vô. Được không? He wants to catch it. Thêm s vô. Rồi câu số 7 nè. Julia is very good at languages. Julia rất giỏi ngoại ngữ. Cô ấy nói 4 ngoại ngữ. Quay nói 4 ngoại ngữ, đây là cái sự thật. Vậy là chia thì hiện tại đơn. Sự thật hiện tại thì chia thì hiện tại đơn. Vậy câu này chia sao vậy Tấn Hưng? À, câu này chia sao vậy Tấn Hưng? À, em ru luôn rồi. Dạ thưa thầy là y sự speaking. Hiện tại đơn, nó không phải hiện tại tiếp diễn đâu. Đúng không? Cô ấy nói 4 ngoại ngữ là sự thật ở hiện tại thì mình chia hiện tại đơn thôi. Hiện tại đơn thì thêm s vô. Một cái động từ thôi. Ờ à, đúng rồi, chính xác. Chữ speak thêm s vô. Tại vì sao? Vì chữ she là chủ ngữ số ít. Động từ là số nhiều. Để nó hòa hợp với chủ ngữ.